Chào mọi người, hôm nay tôi lại trở lại đây và cùng chia sẻ với mọi người cái video để mà chúng ta theo dõi các cái biến động của Bitcoin lúc này. Thì cũng như cái quan điểm của tôi hôm vừa rồi có nói chuyện với mọi người, những cái giá trị mà Tesla có thông báo về việc quy đổi ô tô sang cái giá trị chấp nhận thanh toán là bằng Bitcoin, thì tôi có nêu cái quan điểm là hàng tiền hàng luôn luôn là một cái báo cáo tài chính quy chuẩn. Thế nhưng mà nay thì Tesla, ông Elon Musk tweet liên tục mà bơm thổi Bitcoin lên đến mức mốc là 60.000 đô, và bây giờ nó đang sập như thế này, thì tôi lại vẫn bảo vệ cái quan điểm là tiền hàng và nó là báo cáo quy chuẩn về báo cáo tài chính, nhưng nay lại có thêm Bitcoin. Thế do vậy nó sẽ bị làm đảo lộn rất là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy các cái mốc mà tôi cho anh em bán ở các cái mốc như là 49 tiếp tục có thể bán. Và giá nó sẽ tìm lại ở các cái vùng là 32, 39. Tiếp theo vẫn là như vậy. Chúng ta không có cái dự đoán của cái việc bắt đáy, mà sóng xuống chúng ta phải theo, cũng như là cái việc điều chỉnh để chúng ta biết được cái nêm giá nó là như thế nào. Và chúng ta cũng nhìn nhận được các cái giá trị của cái con sóng trong cái khung D1, đúng không ạ? Các cái vùng cản chúng ta cũng có thể nhìn được nó ở một cái mốc mà chúng ta phải biết được là các cái vùng giá nó đè xuống, đúng không ạ? Ở các cái mốc có thể chạm ở các vùng 41, đúng không ạ? 44, đúng không ạ? Thậm chí là test lại giá là cái vùng nhắc lại. Hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với mọi người về các cái mô hình của giá, cũng như là các cái bài viết của tôi, đúng không ạ? Trong cái tradecoin.vn chúng ta sẽ tìm về cái bài đề phi Oncoin tổn thất nặng nề sau Bitcoin giảm sâu. Giá Bitcoin giảm sốc thì ngày hôm qua, nếu ai để ý thì cái ngày 22 này, đúng không ạ? Hôm nay 23 rồi, thì tôi cũng đã có phân tích cái bài mà từ lúc mà giá nó còn vùng 53, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta vẫn đang rình rập ở cái vùng 49 để bán tiếp, đúng không ạ? 1817 vùng Ether. Đấy, tiếp theo các đà tôi có chia sẻ. Nhưng mà buổi sáng thì tôi viết một cái bài thuật ngữ làm thế nào để không lỗ trong Bitcoin. Bài này cũng là một trong những bài tôi muốn gửi tặng mọi người. No Loss System, cái hệ thống mà tôi đang phát triển, có thể ở dưới cái link video này là chúng ta cũng có thể theo dõi. Và gen quỹ chúng ta có thể no loss với cái thuật ngữ hedging system, là một thuật ngữ không mới. No loss.vn chúng ta có thể tham khảo. Trong đây rất nhiều các cái bài và giải thích tại sao bạn mua và bán. Thì tôi nói nhiều về vấn đề hàng hóa bán ra và hàng hóa mua vào ở dạng sàn. Hedging system là một thuật ngữ không mới. Về mặt kỹ thuật thì ta mua Bitcoin ở trên sàn giao dịch, cụ thể là Remitano. Cái vấn đề giao dịch là Remitano đưa ra đó là hàng vật chất. Trường hợp 1 tỷ ta mua 1 Bitcoin, nhưng mà chúng ta bỏ thêm 100 triệu thôi là chúng ta có 5.000 ở ZTrade, ZTrade.vn, để chúng ta hedging lại. Cái hedging lại tức là gì ạ? Tức là chúng ta đưa ra các cái giải pháp là mua vật chất nhưng bán trên sàn, giằng co lại. Nếu trong trường hợp chúng ta thua ở vật chất thì chúng ta đã có hàng ở trên sàn, chúng ta có lãi và cân bằng được cái điểm đó, là chúng ta có thể no loss trong cái vấn đề trade để nó chống lại, bảo hiểm lại tất cả những cái giá trị. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái bài no loss Bitcoin, đúng không ạ? Tôi phát triển và đưa ra các dạng, đúng không ạ? Và làm như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là cái bài mà tôi có thể đưa ra các cái giải pháp mà đưa ra cho các cái khách hàng của tôi về cái no loss system, một trong những cái giải pháp không thua lỗ. Và cái chủ đề ngày hôm nay, ngoài phân tích cái mốc giá của Bitcoin, Ethereum với các nêm giá được coi như là chốt lời của cá mập, và hôm nay trong các cái nhóm của tôi cũng đưa ra là cái tỷ lệ mà nạp Bitcoin bắt đầu hình thành. Trước đây, cách đây một ngày thì chúng ta không nhìn thấy nhá, đúng không ạ? Mà chúng ta nhìn thấy ở các cái mốc là nạp Bitcoin lên sàn. Cụ thể ngày hôm nay
ở các cái sàn họ thống kê 5.000 Bitcoin đã được nạp lên sàn, 5.000 Bitcoin được nạp lên sàn. Trước đây thì toàn USDT đúng không? USDT đã được nạp lên sàn báo hiệu một cách bơm thổi đúng không? Thì 5.000 Bitcoin với cái tổng cái giá trị rơi vào khoảng độ 276.000 276 triệu đô đã được di chuyển từ ví không lên sàn Bitstamp. Tiếp theo kéo từ Bitstamp lên Binance, lên Bittrex hay rất nhiều các sàn khác, thì các nhóm, các cái thống kê người ta sẽ tìm hiểu và người ta sẽ thống kê cho chúng tôi. Vậy thì chúng ta biết được là nạp Bitcoin thì là báo hiệu một cái cuộc đợt xả từ Bitcoin, bắt đầu kéo thêm Ethereum cũng như là rất nhiều các cái, nó rút ra khỏi Coin Market Cap, đúng không ạ? Và đây là Bitcoin, còn Ether chúng ta cũng sẽ xem là Ether nó sẽ có được những cái để chúng ta xem xét vốn hóa thị trường nó giảm sút thì lập tức là Ether nó cũng sẽ giảm, đúng không ạ? Đây ở cái mô hình H4, đúng không ạ? Đây là mô hình H4. Chúng ta xem và các cái mốc giá cho được cái cú breakout ở tầm gì ạ? Các điểm bán ở tầm 1647, 1691, thậm chí 1709 đúng không ạ? Và nó giá đã tìm về ở các mốc 1274 và cụ thể ở các mốc test cuối cùng ở các mốc giá nêm này nó rơi vào khoảng tầm 900 đô. Đó đó là cái mà chúng ta xem được cái tín hiệu mà vùng giá thấp nó sẽ đánh. Và tôi vẫn ban quan điểm gì ạ? Không có gì lên mãi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ chốt lời cũng như là cái tỷ lệ mà chúng ta thấy được giá đi xuống. Đó chính là cái cách mà chúng ta theo dõi. Tuy nhiên ở một cái bài mà chúng ta xem ở trong tradecoin.vn đúng không ạ, các cái mô hình tôi có phân tích và đưa ra, đặc biệt những người mới chơi Bitcoin chúng ta vào mua vật chất cũng như là hedging trên sàn đúng không ạ, tại sao các cái giá giảm sốc, và cái quan điểm là khi mà giá lên thì các cái nhà cái cũng như là vận hành các cái mô hình sàn ấy, người ta sẽ bơm thổi để lên tiếp tục, để phe mua đánh nhau với phe bán và phe bán sẽ bị thua, sau đó bây giờ phe xuống nó đánh sập được đúng không ạ, thì lập tức là các cái chú kèn kèn sẽ nhảy vào để tiếp tục cổ súy cho cái việc phe bán chiến thắng và chắc chắn là sẽ đánh lại phe mua. Nó cứ như vậy. Khi mà lên ấy, chúng ta đừng có bán, bởi vì chúng ta phải mua đuổi theo, bởi vì các cái phe nó sẽ bơm tiếp để cho phe mua thắng cái phe short sell. Nhưng khi nó đã xuống thế này rồi, nếu chúng ta bắt đáy nó chỉ là sự may mắn mà thôi, nhưng cứ hồi lên là bị bán, hồi lên là bị bán, tức là các sự chiến thắng lại thuộc về phe short. Tất nhiên những người phe short là những người phe bán là dừng lại ở ở các cái mốc mà còn tỷ thí được với thị trường, tức là còn tiền mặt đấy đó. Và các bài chúng ta sẽ nhìn thấy ở VN Express có rất nhiều bài đó mà chúng ta có thể theo dõi được, đặc biệt là cái bài mà chúng tôi có chúng ta có thể học được rất nhiều từ một cái bài của ông Tesla, ông mua đúng không ạ, và cái comment của những cái người đó chúng ta sẽ thấy được, học được rất nhiều điều trong cái thuật ngữ no loss Bitcoin đúng không ạ. Chúng ta sẽ hedging lại và chúng ta sẽ học được ở cái bài này đúng không ạ. Thì cái chủ đề mà tôi nói với mọi người là cái ý kiến của rất nhiều các bạn ở dưới đây khá là thú vị. Có một bài là tôi mất tất cả vì tin tưởng chuyên gia Bitcoin, đúng không ạ? Bitcoin lên như thế thì ai cũng thắng. Hôm vừa rồi cái bài mà tôi nói rằng là cái phe mua họ đã chiến thắng, bởi vì họ bán bất kỳ giá nào họ cũng thắng, kể cả giá hiện tại họ cũng vẫn thắng, bởi vì nó lên quá khiếp. Sau đó được cổ vũ của các cái đơn vị lớn như Tesla, Microsoft, đúng không ạ? Rồi rất nhiều Lehman Brothers, đúng không ạ? JP Morgan đúng không ạ, rất nhiều các cái ngân hàng cũng như là các cái tổ chức tài chính. Thế thì cái câu chuyện này nó sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu được, thứ nhất là chúng ta tránh được các cái thành phần là lấy Bitcoin như là một cái cớ để kiếm tiền, đúng không ạ? Bitcoin thật nó sẽ khác và chúng ta phải sớm thoát ra. Thì cái tip như vậy, chúng ta đọc vào như vậy và chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái câu trả lời, đặc biệt
có một cái câu trả lời khá là thú vị. Vấn đề của bạn là bị lừa do trình độ chứ không phải là do Bitcoin nhé. Đấy, cho nên chúng ta phải phân biệt được cái đó. Ngoài ra nếu trong lượt chúng ta đu đỉnh đúng không, chúng ta phải biết được stop loss của chúng ta ở đâu và chúng ta bán giá đỉnh mà chúng ta vẫn bị nó lên thổi lên, chúng ta phải dừng lại. Thứ hai nữa là chúng ta mua ở giá đáy mà tiếp tục nó xuống, ta phải biết dừng lại. Do vậy là gì ạ? Cái tỷ lệ kiểm soát rủi ro, tức là 15% của vốn hay là 20% của vốn, nó quan trọng hơn là việc stop loss ở giá nào. À, đây là cái câu quan trọng. Ví dụ chúng ta bán ở vùng 2045 mà chúng ta chấp nhận được ở vùng 1739, chúng ta chấp nhận ở một khoảng giá có thể lãi, hoặc là chúng ta có thể chốt lời, hoặc là chúng ta có thể stop loss là cái mốc theo cái giá trị của tài khoản của quý vị chứ không phải là theo cái mốc giá. Do đó đấy là cái yếu tố chúng ta quan tâm nhiều hơn. Bitcoin cũng vậy. Nếu trong trường hợp cái giá của chúng ta mà chúng ta bán hay là chúng ta mua thì giá trị stop loss là giá trị của tài khoản, lỗ 20% tài khoản hay là 10% tài khoản, hơn là các mốc giá là về 4728 hay 4729 hay là vùng 48399. Đó chính là cái quy trình của một cái việc giao dịch. Có những người thì bán rất cao nhưng mà người ta lãi được 30%, người ta không cắt, đúng không? Người ta cứ đòi về các vùng 38.000 hay là 41.000 hay 34.000, nhưng cái thời gian chờ đợi không được, do vậy là sẽ bị thua lỗ. Nhưng mà có những người là sao, bán ở giá rất thấp là 49.000 nhưng mà người ta về 47.000, tức là ăn 2.000, tức là ở tỷ lệ lãi được 10% hoặc 20%, người ta dừng lại thì thành công. Do vậy cái việc chúng ta tìm hiểu ở các mốc giá là so với giá trị tài khoản chúng ta stop loss ở đâu quan trọng hơn là cái giá trị tài khoản mà chúng ta cần biết ở cái điểm chính xác, đó là mốc giá. Ví dụ chúng ta bán ở một điểm A mà chúng ta có lời thì chúng ta quan tâm đến lời bao nhiêu phần trăm hơn là cái việc mà chúng ta bán ở điểm A mà kỳ vọng nó về điểm B. Đó chính là cái mà chúng ta quan tâm. Quay trở lại cái việc mà cái câu chuyện là mất tất cả về tin tưởng chuyên gia, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta sẽ nhìn thấy các yếu tố về một cái bài nữa, đó là Tesla. Tesla đầu tư Bitcoin như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái bài như là Bitcoin, đúng không ạ? Bitcoin đang trưởng thành, đây là một cái quá trình bơm thổi này, đúng không ạ? Người ta nói rằng là cái đà lên, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta vừa thấy một cái bài này cái là lập tức hôm nay sẽ bay, đúng không ạ? Nhưng cái comment ở những cái bài này rất hay, và nó có rất nhiều cái tư duy. Những người học về kinh tế, những người dân văn phòng, người ta tập trung vào đây, người ta sẽ comment. Chúng ta thấy rất nhiều người giàu Bitcoin, còn những người lúc nào cũng sợ hãi và nghi ngờ mọi thứ sẽ đánh mất cơ hội và không bao giờ giàu. Các bạn cứ kiểm nghiệm rồi xem tôi nói đúng hay không, đúng không ạ? Nhưng rất nhiều người, những người giàu Bitcoin đa phần là cá mập, tiền không tự sinh ra, có người kiếm được sẽ có người mất, bản chất là một sòng bạc lớn. Đây là một cái quan điểm. Vấn đề Big Zero Game, đúng không ạ? Tức là tổng lỗ cộng với tổng lãi phải bằng không. Do vậy tỷ lệ lỗ phải có tỷ lệ lãi, người lãi phải có người lỗ, đúng không ạ? Cái việc chốt lời của người này là cái người việc cắt lỗ của người kia. Do vậy chúng ta phải đi cùng xu hướng, chúng ta phải đi cùng và chấp nhận được cái giá trị lỗ và lãi như thế nào để có sự hài lòng của vốn. Đấy là quan trọng. Năm nào cũng xem cảnh báo Bitcoin sắp vỡ bong bóng mà gần chục năm rồi chưa thấy vỡ, đúng không ạ? Đây cũng là một cái quan điểm rất là hay. Thì tôi có thể nói rằng là cái việc cảnh báo của bong bóng thì tôi đã phân tích ở trước, đúng không ạ? Tại sao nó không thể là bong bóng? Bởi vì sao ạ? Bởi vì giá mua lúc nào có thể là gì ạ? Là lãi. Do vậy ở trong cái bài mà tôi có viết về vì sao bong bóng không thể lỗ được, ở trong cái tradecoin.vn, trong cái tradecoin.vn này thì tôi có nói là vì sao không phải là bong bóng, đúng không ạ? Và lời 1 tỷ đâu, mình nghĩ Elon Musk đã thu gom đồng tiền này từ trước vì để ý thấy Elon Musk đã thúc đẩy Bitcoin 2 lần.
Thứ một là Bitcoin lên trên Twitter, thứ hai là thông báo đã đầu tư 1,5 tỷ đô. Hai lần này đều thổi Bitcoin lên đáng kể, và bây giờ Musk nói rằng giá có vẻ cao. Mình đoán Bitcoin đang lái giá để Mr. Musk chốt lời. Rất hay. Đây là những cái nhận định mà chúng ta cũng có thể học được rất là nhiều. Sau đó chúng ta lại thấy được Musk nói, đúng không ạ, đỡ ngớ ngẩn hơn tiền mặt. Đấy, bơm tiếp lần nữa. Đó. Và rất nhiều, giá Bitcoin tăng đã khủng, ai mua cũng lời khủng. Vậy tôi muốn mong tập đoàn sử dụng tiền ảo để làm khuyến khích để tôi có cơ hội kiếm. Đúng không? Cái này bạn phải tìm hiểu. Và Google một phát là ra ngay. Đúng không? Và hôm qua thì cái tỷ lệ chốt lời, người ta nói rằng là Elon Musk mất 15 tỷ trong một đêm. Đúng không ạ? Không còn là người giàu nhất thế giới khi cổ phiếu và giá Bitcoin. Đúng không ạ? Ngoài ra rất nhiều cái mà chúng ta xem giá có vẻ cao, một cái lập tức là sập đó. Và những cái câu trả lời là, đúng không, tỷ phú sáng tạo không phải là tỷ phú tài chính, điều này bình thường. Newton từng khóc thét vì lỗ sạch tiền trên thị trường chứng khoán, cho nên nhiều người cứ nói, đúng không, có phải là tỷ phú nhưng người ta không mà phán xét, đúng không. Đây là những cái mà chúng ta sẽ học được. Nói về Bitcoin, giá trị của đồng tiền mà bị lung lay dễ dàng, lên xuống dễ dàng chỉ vì một cá nhân thì phải thắc mắc nó có giá trị nội tại hay không. Đúng không? Vẫn tranh luận về nội tại hay không. Đúng không? Rất nhiều các cái tranh luận ở đây mà chúng ta có thể xem được. Nhưng có một bài mà tôi muốn nói rằng là cái việc mà chúng ta nhìn thấy Tesla thanh toán bằng Bitcoin. Đúng không? Và cái bài này cũng nhận được rất nhiều các comment. Thì trên cái quan điểm của tôi, giống như hôm vừa rồi, cái việc báo cáo giữa tiền hàng và tiền là báo cáo tài chính, chắc chắn là chính phủ người ta sẽ không cho phép rồi. Ông Elon Musk này, ông ấy cứ đưa ra Twitter rồi ông ta sẵn sàng nói rằng là tôi sẽ rời bỏ Twitter một thời gian, nhưng mà vừa nói buổi sáng buổi chiều ông quay lại luôn. Ông ấy thổi bơm đồng Dog, ông coi như là một nhà đầu tư, là một con cá mập để mà bơm thổi giá mà thôi. Thế nhưng mà có một cái mà chúng ta nhìn thấy là nhiều người được hưởng lợi, tuy nhiên trong ngắn hạn liệu chúng ta có còn giữ được cái số vốn của chúng ta hay không thì chúng ta phải cảnh giác. Đó. Thì đấy là những cái mà chúng ta xem xét. Ngoài các đồng coin khác thì chúng ta cũng nhìn thấy được các cái tỷ lệ Ether giảm, đúng không ạ? Lên mạnh thì giảm mạnh mà thôi, đúng không ạ? Vấn đề chúng ta kiếm tiền được như nào. Chúng ta có thể hùa theo giá xuống hay là hùa theo giá lên. Hoặc chúng ta sẽ chọn ADA hay XRP, đúng không? Khi 0,28 thì chúng ta mua như thế nào, hay tức là chúng ta bán khi thị trường đang lên thì hay hơn là cái việc mà chúng ta bán khi thị trường đang xuống. Đấy là những cái tỷ lệ chốt lời. Đó. Ví dụ có những con XRP hay ADA, đúng không, cũng được bơm thổi và bây giờ giá nào người ta cũng lãi. Vậy chúng ta phải có được cái cách để chúng ta xử lý. Có rất nhiều bài mà chúng ta xem, đúng không ạ? Giá mua vật chất thì chúng ta xem ở cái rimitano.vn. Như giá mua trên sàn thì chúng ta xem xét để chúng ta có thể vào ở cái Gen FX để chúng ta xem. Chúng ta có thể nhìn thấy được các mốc giá này để chúng ta đặt lệnh short sell khi mà các cái cây nến, đúng không ạ, chúng ta xem để chúng ta phân tích kỹ thuật. Đó chính là cái mà chúng ta cần quan sát. Và cái câu chuyện từ Bitcoin nó giúp cho chúng ta học rất là nhiều, đúng không ạ? Elon Musk nói ủng hộ Bitcoin, nhưng mà ngay sau hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy không ủng hộ Bitcoin là có rất nhiều. Ngay cả cái việc ông Bill Gates, ông đã nói là không ủng hộ Bitcoin, đúng không ạ? Bill Gates nói Bitcoin là không nên tồn tại, đúng không ạ? Elon Musk lại tiếp tục bơm là giá có vẻ hơi cao, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Nó sụt giảm. Có vẻ Musk thấy mua 1,5 tỷ hơi ít nên muốn làm giảm để mua thêm. Đấy, một cái câu để chúng ta xem, đúng không ạ? Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, nói về một cái cách để họ làm giá. Một tháng chơi Bitcoin lời hơn cả năm bán xe điện, khoản đầu tư 1,5 tỷ của Tesla, đúng không ạ? Lãi
hơn 900 triệu đúng không? Và trong cái câu chuyện mà người ta chia sẻ dưới đây, mua Bitcoin sau đó liên tục tung tin đẩy giá kiếm tiền cá con, đúng là tư duy của tỷ phú đúng không? Nhưng cái bạn này mới là bạn hay này. Như chúng ta đã biết, cái cổ phiếu Tesla đúng không? Là một trong những cái cổ phiếu đã làm giá lên rất là mạnh. Tesla lên rất là mạnh. Đây. Nhưng trong quá khứ nó đã lên đến 2.310 đô la. Trong quá khứ lên đến 2.310, trong quá khứ lên 2.308 và bây giờ nó sập về 714. Có những lúc nó chỉ còn 205 thôi. Đây cũng là một cái trò bơm thổi. Và ở cái video này thì tôi cũng có thể giới thiệu cho mọi người một cái bài viết của CFD.vn. Trong đây nói về một cái bài về công nghệ pin xe, cần sa được pin đen ủng hộ và các dạng cổ phiếu được bơm thổi nhiều nhất, thì chúng ta có thể xem xét. Không chỉ là Bitcoin đúng không ạ? Rất nhiều. Đúng không ạ? Thì tôi có nói về kẻ nắm giữ số mệnh của ngành ô tô, đó là ngành pin đúng không ạ? Với những cái mã lên kinh khủng khiếp đúng không ạ? Từ 0,03 đô mà lên mười mấy đô, 18 đô đúng không ạ? Đấy, trong cái bài của CFD thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Rồi quay trở lại cái bài này. Vậy những cái comment này chúng ta sẽ học được rất nhiều đúng không ạ? Thì cái bạn này, bạn ấy nói này, nếu ai đó đầu tư thực sự sẽ hiểu Elon Musk đúng không? Mua Bitcoin chỉ là mánh khóe mà thôi. Còn một nghịch lý là anh ta mua nhiều Bitcoin tăng đồng nghĩa lợi nhuận trên giấy tăng mạnh, nhưng khi anh ta muốn quy lợi nhuận tiền mặt thì phải bán cả tỷ đô la đi. Thế nhưng mà chắc chắn là không phải như vậy nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nạp lên là biết ngay trên sàn đúng không? Họ sẽ hợp đồng như thế nào để xả, để kiếm tiền từ nhà đầu tư, tức là USDT. Tức là nạp lên sàn nào người ta sẽ biết, không ai người ta nạp cả tỷ như thế đúng không? Hôm nay mới nhìn thấy một cá mập là nạp lên sàn Bitstamp mới là 5.000 bit, tức là rơi vào khoảng độ 300 triệu đô la. 300 triệu tức là ông này ông phải mua với một cái số tiền nó rơi vào gấp khoảng độ là 8 lần đúng không? Vậy thì 85-40 nó sẽ rơi vào khoảng độ 20.000 bit. Vốn hóa thị trường của CoinMarket mới là 1.600 tỷ đúng không? Do vậy cái câu này mới là câu hay này. Musk muốn chuyển thặng dư từ cổ phiếu Tesla sang Bitcoin trong khi đã ôm một lượng Bitcoin để tránh Tesla bữa bong bóng. Câu này là đáng suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì không ai đã nạp một phát lên để người ta xả ngay cả, đúng không ạ? Như thế người ta đã là tỷ phú rồi, người ta sẽ không làm như thế, mà người ta sẽ lái sang cổ phiếu Tesla cũng như là hóa giải. Và những ông nào vừa mua đăng ký một Bitcoin mua một Tesla thì chắc chắn hôm nay sẽ thấy rất tiếc, đúng không ạ? Thay vì để Bitcoin và Tesla cũng như là chưa quy đổi ra, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy các cái mốc mà người ta phân tích. Trở lại phân tích cái giá trị lên xuống thì chúng ta phải hùa theo, đúng không ạ? Và tôi vẫn tin rằng các mốc giá nó sẽ được bơm thổi tiếp, đó là đánh xuống. Thì hôm nay cái video tôi phân tích về Bitcoin cũng như là cái tỷ lệ đánh xuống, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ vào cái website tradecoin.vn để chúng ta có thể nhìn thấy, cũng như là cfd.vn, tradecoin.vn để chúng ta có thể nhìn thấy được các bài phân tích. Và cũng có một số các dự án mà chúng tôi làm, và hiện tại tôi tập trung vào các cái giải pháp no loss cho khách hàng, tức là giải pháp khách hàng không bị lỗ, không thua lỗ, là một trong những cái giải pháp của công ty. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ liên kết, cũng như là tìm hiểu về website, cũng như là liên kết Zalo các nhóm, cũng như là cái Zalo của tôi để hỏi đáp. Qua đây cũng gửi cho mọi người các video về Tradecoin, Tradeforex một cách free. Năm mới, chúc mừng năm mới mọi người. Tặng mọi người các cái khóa học free. Năm nay Covid cũng không đi đào tạo được, cho nên là tôi sẽ chuyển cho mọi người các cái bài video free để mọi người xem. Mua Bitcoin cũng thông qua giá vật chất thì rimitano.vn để tránh trường hợp chúng ta bị lợi dụng hay bị lừa đảo. Rồi vào sàn chúng ta hedging lại thông qua cái
sàn ZJ đúng không? ZFX. Chúng ta có được cái thông số thì hy vọng rằng chúng ta còn chưa clear cái gì chúng ta có thể chat Zalo với David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ phân tích vào những câu chuyện để xem bơm thổi như thế nào. Và nếu chúng ta kiếm tiền thì hệ thống No Loss System vẫn đưa ra các giải pháp để chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Nếu ai theo dõi, chúng ta có thể vào noloss.vn để chúng ta xem và hệ thống No Loss cũng như vận hành robot hedging có đầy đủ các thông tin nhé. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.